Trước việc xuất hiện điểm nóng dịch COVID-19 tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, cũng trong chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra tình hình tại khu vực này. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trực tiếp vào các kiệt hẻm kiểm tra tình hình. Theo báo cáo, trong 24 giờ qua, từ 11 giờ ngày 26 tháng 8 đến 11 giờ ngày 27 tháng 8, trên địa bàn Thanh Khê phát hiện mới 72 ca F0, trong đó phường Tam Thuận là 48 ca. Phần lớn các ca này xuất hiện tại các kiệt 158, 236, 258 Trần Cao Vân. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân khu vực này chấp hành không nghiêm các quy định về phòng chống dịch, dẫn đến lây nhiễm chéo trong khu dân cư. Các cái điểm này là mình chốt cứng. Đấy. Thì tôi đề nghị là bây giờ là phải lập các cái tổ thanh tra, lập các cái tổ tuần tra lưu động đi định kỳ, bởi vì trong này nó rất là, vừa rồi công chí đi vào mới thấy cái ngõ ngách ở trong này nó rất là chằng chịt và nó bé, nên là bây giờ mình phải tăng cường. Mà đấy, chúng ta đi vào là nhìn ngay thấy người dân là cũng vẫn không có ý thức, vẫn cứ vô tư đi ra ngoài, thậm chí là cũng không có khẩu trang. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách của địa phương hiện nay là nhanh chóng chia nhỏ các khu vực, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, kể cả lắp đặt camera giám sát, bảo vệ vùng xanh, kiểm soát vùng đỏ, thống nhất với phương án của ngành y tế là bên cạnh xét nghiệm PCR 3 ngày một lần, tổ chức cho người dân tự test nhanh hàng ngày để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, sớm kiểm soát dịch bệnh.